Hello mấy anh chị, hôm nay shop thú cưng giá rẻ của em được anh Vân ở Thốt Nốt Cần Thơ đến tận shop để chốt bé chó bùn đồ nè anh chị ơi. Dạ mấy anh chị mà đến shop của em là cho mấy anh chị lựa chọn thoải mái luôn nha. Nguyên một bài luôn, thích bé nào chốt bé đó và rước bé đó về luôn nè. Và mấy anh chị ở xa thì cũng đừng có lo nha. Khi mà mua bé bên nhà em là bên em gọi điện cho anh chị xem trực tiếp luôn. Mình cũng chốt bé như thế này nè, rồi em sẽ giao đến tận nơi cho các anh chị. Khi mà nhận thì mình kiểm tra đúng bé như mình chốt thì anh chị mới nhận nha. Mấy anh chị mà mua hàng bên nhà em thì cứ yên tâm đi, để shop thú cưng giá rẻ lo hết cho các anh chị thôi. Mình chốt bé thì bên em sẽ gửi cho các anh chị này, sáng em gửi thì chưa anh chị nhận được rồi. Đặc biệt là shop thú cưng giá rẻ không lấy bất cứ khoản cọc nào của anh chị hết nha, để tránh trường hợp là anh chị sợ lừa đảo nè. Và em cảm ơn các anh chị rất nhiều đã xem video của em ạ. Các anh chị nào mà mình chưa đăng ký kênh cho em xin một lượt đăng ký kênh nha anh chị.